Tiết học thứ nhất trong chương trình hình học lớp 9 đó là ta tìm hiểu về hệ thức lượng giữa các cái cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Hệ thức lượng có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái hệ thức hay là một cái phương trình thể hiện mối quan hệ giữa các cạnh và đường cao trong một tam giác vuông nhé. Hệ thức có nghĩa là như vậy. Thứ nhất, ta nhắc lại một số cái khái niệm. Bây giờ có tam giác ABC vuông, ta giả sử là nó vuông tại A. Đấy, tam giác ABC vuông tại A, hay ta ký hiệu là góc A bằng 90 độ. Thì ngay từ hồi học hình học lớp 7 các em đã biết cạnh AB và cạnh AC nhá, những cái cạnh mà liền kề với cái góc vuông này này thì được gọi là cạnh góc vuông. Còn cạnh BC, tức là cạnh đối diện với góc vuông ấy, thì gọi là cạnh huyền. Từ A mà mình kẻ cái đường AH vuông góc với BC tại điểm H, thì lúc đó AH được gọi là đường cao ứng với góc vuông. Đường cao ứng với góc vuông. Đấy, vì chúng ta biết là trong một tam giác thì có ba đường cao cơ. Thế ta phải nói rõ là đường cao nào. Và đây là đường cao mà xuất phát từ từ đỉnh A. Ta gọi nó là đường cao ứng với góc vuông. À, thêm một cái khái niệm mới nữa, đấy là đoạn BH. BH họ gọi nó là hình chiếu vuông góc của AB lên cạnh huyền BC. Hình chiếu vuông góc của AB lên BC. Và tương tự như vậy, CH được gọi là hình chiếu vuông góc nhưng mà của cái cạnh góc vuông AC lên cạnh huyền BC. Đó. Thế thì thầy giải thích hai cái khái niệm mới này. Tại sao BH lại được gọi là hình chiếu vuông góc? Thì chúng ta hình dung nhé. Em tưởng tượng là nếu như mà có một cái ánh nắng nó chiếu vào như thế này. Đó, chiếu vuông góc vào BC. Đấy. Thì cái cạnh AB nó sẽ chắn đúng không? Và bóng của nó chính là gì? Chính là BH. Rõ ràng khi đó tia nắng phải gì? Phải vuông góc với BC. Thì bóng của AB chính là đoạn BH. Nhá. Cho nên ta gọi nó là hình chiếu vuông góc là như vậy. Nhưng mà phải của cái gì? Của cái AB. Lên đâu? Lên cái BC. Lên BC thì ta sẽ được BH. Bởi vì nếu mà chiếu vuông góc AB lên một cái cạnh khác thì chúng ta lại được một cái bóng khác, một cái hình khác nhá. Đấy là cái nguồn gốc của cái tên gọi. Tại sao lại gọi nó là hình chiếu vuông góc? Và với những em nào mà sau này đi theo các cái ngành về đồ họa hay là kiến trúc thì chúng ta sẽ còn gặp lại những cái khái niệm này nhiều. Ta trở về với bài học về hệ thức lượng. Thứ hai, ta tìm hiểu về các hệ thức lượng này. Tất nhiên là có rất nhiều hệ thức lượng, nhưng mà trong phạm vi bài học chúng ta sẽ xét 4 hệ thức lượng. Và thầy lưu ý rằng cái cách sắp xếp các cái hệ thức lượng của thầy khác với trong sách giáo khoa. Với cái lý do, việc sắp xếp thứ tự là tùy quan điểm của mỗi người, không nhất thiết cứ phải là đúng theo thứ tự như sách giáo khoa. Và quan điểm của thầy đây là thầy sẽ sắp xếp các hệ thức lượng theo thứ tự từ dễ đến khó nhá. Cái dễ nhất ở chỗ này, em đã biết rồi, trong một tam giác thì diện tích của tam giác, đây áp dụng cho tam giác gì? ABC, thì diện tích của tam giác được tính bằng gì? Bằng tích của đường cao nhân với cạnh đáy, tức là cạnh tương ứng với cạnh đáy tương ứng đường cao đó, rồi chia 2. Cái kiến thức này ta đã thông thạo từ lâu rồi phải không? Tức là trong trường hợp này nó sẽ là AH nhân với BC và chia cho 2. Thế nhưng mà với tam giác vuông nhé, thì nếu tính đường cao kẻ từ B thì nó cũng sẽ bằng gì? Đường cao chính là BA, và đáy lúc đó là CA, đúng không? Vậy thì nó sẽ là tích của hai cái cạnh góc vuông này chia cho 2. Nó cũng đồng thời nó cũng bằng AB nhân với AC rồi đem chia cho 2.
Đấy. Thì nhắc lại nhé, diện tích tam giác có thể được tính bằng tích của chiều cao nhân với cạnh đáy. Chiều cao đây là AH, cạnh đáy đây là BC, rồi chia 2. Trong tam giác vuông thì diện tích của tam giác cũng được tính bằng tích của hai cạnh góc vuông chia cho 2. Đấy, trên đồng thời này cũng bằng AB nhân AC chia cho 2. Hai phân số này bằng nhau thì hệ quả là tử của mẫu của chúng đều bằng 2 thì tử của chúng sẽ phải bằng nhau, tức là AH nhân với BC phải bằng AB nhân với AC. Vậy ta có cái hệ thức thứ nhất là AH nhân với BC bằng AB nhân với AC. Và người ta có thể phát biểu bằng lời là gì? Trong một cái tam giác vuông thì tích của đường cao ứng với cạnh huyền, hay là đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông nhân với cạnh huyền thì bằng tích của hai cạnh góc vuông. Đấy, AB nhân với AC chính là tích của hai cạnh góc vuông nhé. Đấy, đấy là cái cách diễn đạt bằng lời. B. Cái hệ thức thứ hai. Các em để ý cho thầy này. Bây giờ em xét cái tam giác ABH nhé, và tam giác AHC. Đấy, thì cái góc này em này có phải cộng với cái góc này bằng 90 độ đúng không? Đấy, do trong tam giác ABC đấy, hai tổng hai góc này bằng 90 độ. Nhưng đồng thời nhìn vào tam giác ABH đấy, thì em thấy là cái góc B này này cộng với góc BHA này này, đấy, cộng với góc con này này, nó cũng bằng 90 độ. Vậy thì theo cái tính chất bắc cầu thì hai cái góc này phải gì? Phải bằng nhau. Như vậy bây giờ nếu mà nhìn vào cái tam giác HBA và HAC thì chúng có hai góc vuông này, đồng thời có hai cái góc ngọn cũng bằng nhau này. Tam giác, hai tam giác mà có hai cặp góc bằng nhau thì nó đồng dạng. Đấy, ta đã học cái đó từ hồi lớp 8 nhé. Như vậy ta sẽ có tam giác HBA đồng dạng với tam giác HAC. Khi hai tam giác đồng dạng với nhau thì tỷ số các cạnh thì hiện đó cái khác là thì các cạnh giữa chúng tương ứng sẽ tỷ lệ. Đấy, hai tam giác này bằng nhau thì đồng dạng với nhau theo trường góc góc này. Để ta sẽ suy ra này, BH này chia cho AH này bằng gì? Cũng bằng AH này chia cho CH này đúng không? Và cũng bằng gì? AB này chia cho AC này. Đó, thế vậy em để ý này, nếu lấy AH mà nhân với AH ở đây thì cũng sẽ bằng BH nhân với CH. Thì đây ta suy ra này, AH nhân với AH bằng BH nhân với CH. À, em chú ý điều này, AH nhân với AH thì mình viết gọn nó lại thành gì? AH bình phương bằng BH nhân CH. Vậy ta có được hệ thức thứ hai, AH bình phương thì bằng BH nhân CH. Em chú ý AH bình phương thì bằng BH nhân CH. Và người ta diễn đạt bằng lời là trong một cái tam giác vuông thì bình phương của đường cao đấy, xuất phát từ đỉnh góc vuông bằng tích các hình chiếu vuông góc của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền. Thì nhắc lại nhé, người ta diễn đạt bằng lời đây. Trong một tam giác vuông thì bình phương của đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông, tức là AH bình bằng tích của BH và HC. BH ở đây được gọi là gì? Hình chiếu vuông góc của cạnh góc vuông này. Đấy. CH ở đây cũng là hình chiếu của vuông góc của cạnh góc vuông lên cạnh huyền. Nên người ta là bình phương của đường cao xuất phát từ góc vuông bằng tích của hình chiếu vuông góc của các cạnh góc vuông, các ở đây là hai nhé, lên cạnh huyền. Đấy, BH và CH chính là hình chiếu vuông góc của các cạnh góc vuông AB và AC lên cạnh huyền BC. Đấy. Người ta diễn đạt bằng lời như vậy.
đến cái C. Giờ em mới để ý tiếp cho thầy nhé. Ta lại xét tam giác HBA và cái tam giác vuông ABC đấy thì nó đồng dạng với nhau đấy, đồng dạng với tam giác ABC. Là vì sao? Góc H trong tam giác vuông HAB bằng 90 độ. Góc A trong tam giác ABC cũng bằng 90 độ. Góc B trong tam giác HBA bằng góc B trong tam giác ABC, chúng đều là một. À, như vậy thì hai cái tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Đấy, có hai cặp góc tương ứng. Thế chúng ta biết rồi, hai tam giác mà nó đồng dạng với nhau thì các cái cạnh của chúng tương ứng tỷ lệ. Có nghĩa là ta lấy cạnh BH chia cho cạnh AB bằng cạnh AB. Xin lỗi, đây là AB nhé. AB chia cho cạnh gì? AB chia cho cạnh BC. Đấy. Hay ta dừng lại ở đây đã cũng được. Dẫn đến này. Em nhận đến là AB nhân với AB thì viết gọn thành AB bình. Thì bằng BH nhân với BC. BH nhân BC. Nên em được cái hệ thức thứ ba là AB bình bằng BH nhân với BC. Đấy, AB bình như này thì bằng BH này nhân với BC. Người ta diễn đạt bằng lời thế này: trong một tam giác vuông thì bình phương của cạnh góc vuông sẽ bằng tích của hình chiếu vuông góc của nó lên cạnh huyền. Hình chiếu vuông góc của nó có nghĩa là cái hình chiếu vuông góc của chính cái cạnh góc vuông đó lên cạnh huyền, tức là ở đây là BH nhân với cạnh huyền nhé. Thì nhắc lại này, trong một tam giác vuông thì bình phương của một cạnh góc vuông bằng tích của hình chiếu vuông góc của nó lên cạnh huyền với cạnh huyền. Đấy, là vì sao? Chúng ta hoàn toàn chứng minh tương tự thì cũng em cũng sẽ được tam giác H A gì HAC nhé, dễ dàng chứng minh được HAC đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp góc góc. Và từ đây em có được là gì? HA chia cho A B cũng bằng gì? Bằng AC bằng AC chia cho BC. Đấy, bằng gì nữa nhỉ? Bằng HC chia cho AC. HC chia cho AC nhá. Thì nhân chéo lên ở đây thì sẽ được AC nhân với AC bằng gì? AC bình. AC bình sẽ bằng HC nhân với BC. Đấy, AC bình bằng HC, hay thể viết thành CH đi, nhân với BC. Đấy, HC hay CH thì cũng như nhau cả thôi, nhưng ở đây thì quen viết theo cái thứ tự và chữ chữ cái theo vần alphabet cho nó dễ hình dung. Chúng ta tiếp tục này. D, cái hệ thức thứ tư thì viết nó trước rồi chứng minh nó sau này. Hệ thức thứ tư là 1 chia cho AH bình, tức là bình phương của đường cao đấy, bằng 1 chia cho AB bình cộng với 1 chia cho AC bình. Đấy, 1 chia cho AH bình thì bằng 1 chia cho AB bình cộng với 1 chia cho AC bình nhé. Người ta phát biểu bằng lời này: trong tam giác vuông thì nghịch đảo của bình phương đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông. Đấy, nghịch đảo có nghĩa là một trên nhé, của trên cái gì? AH bình, tức là đường cao xuất, bình phương của đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông bằng tổng nghịch đảo bình phương của các cạnh góc vuông. Đấy, nghịch đảo của bình phương cạnh góc vuông thứ nhất là một trên
AB bình cộng với nghịch đảo bình phương của cạnh góc vuông thứ hai là 1 trên AC bình. Đấy. Như vậy là chúng ta đã đi à, xin lỗi. Bây giờ thầy còn cái động tác là chứng minh cho em cái hệ thức thứ tư này đúng không nào? Đấy. Thì ta sẽ chứng minh cái hệ thức thứ tư như sau nhé. À, chúng ta ở hệ thức thứ hai chúng ta đã biết là AH bình thì bằng BH trên CH. Thế vậy thì 1 trên AH bình cũng chẳng khác gì như 1 trên BH nhân CH. Đấy. Thế thì chúng ta viết cho nó bằng 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình. Tức là chúng ta cứ giả sử là cái điều này nó đúng đã. Ta biết thực hiện cái phép biến đổi tương đương với. À, tức là ta dẫn đến tương đương với một điều gì đó hiển nhiên đúng. Thì suy ra là cái hệ thức này nó sẽ đúng. Tương đương với 1 trên BH nhân với CH bằng ta quy đồng này. Ở bên phải này sẽ được là 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình thì mẫu số chung sẽ là AB bình nhân AC bình, vậy nó sẽ là AC bình cộng AB bình chia cho AB bình nhân AC bình hay 1 trên BH nhân CH bằng gì? Nhớ rằng là theo Pythagore thì AC bình cộng với AB bình thì lại bằng gì? Bằng BC bình. Vậy nó bằng BC bình phương chia cho AB bình phương nhân với AC bình phương. Đấy. Hay tương đương với. Bây giờ làm thế nào để chúng ta chứng minh hai cái này bằng nhau? Thêm lưu ý là AB mà nhân với AC thì lại cũng bằng AH nhân BC nhé. Cho nên 1 trên BH nhân với CH thì cũng bằng BC bình chia cho AB bình nhân với AC bình, hay viết gọn nó thành gì? AB nhân với AC tất cả bình phương cũng thế, phải không nào? Thế thì AB nhân với AC tất cả bình phương được viết lại thành AH nhân với gì ạ? Nhân với BC tất cả bình phương, hay tương đương với 1 trên BH nhân với CH bằng chỗ này sẽ là BC bình chia cho BC bình. Thế thì BC bình với BC bình là hết, còn lại 1 trên AH bình. À, như vậy có nghĩa là chúng ta cũng không cần thiết phải chuyển cái AH bình thành BH nhân CH, mà chúng ta cứ giữ nguyên cũng được. Đấy. Cái động tác chuyển này nó hơi thừa. Chúng ta vẫn để nguyên là 1 trên AH bình thì bằng. Đấy, 1 trên AH bình bằng 1 trên AH bình. 1 trên AH bình. Nhá, ở đây ta vẫn để nguyên là 1 trên AH bình. Đấy. Thế thì ở đây em để ý là BC bình chia cho AH bình nhân BC bình thì BC bình với BC bình rút gọn đi, còn lại là 1 trên AH bình. Như vậy là cả hai vế đều là 1 trên trên AH bình, và đây chính là điều phải chứng minh. Cái động tác chứng minh này là chỉ giúp cho em hiểu cái nguồn gốc tại sao ta lại có các cái hệ thức này thôi, còn không yêu cầu các em phải nhớ. Đấy. Thế thì tóm lại là gì? Ở cái phần lý thuyết về hệ thức lượng trong tam giác vuông thì em lưu ý là chúng ta có bốn hệ thức lượng, và nhớ rằng là cái cách sắp xếp của thầy nó hơi khác với sách giáo khoa. Quan điểm là ta sắp xếp nó theo thứ tự từ dễ đến khó nhé. Thứ hai nữa là các em thấy là trong sách giáo khoa người ta ưu tiên phát biểu các cái hệ thức này bằng lời, nhưng thầy thì không muốn phát biểu nó bằng lời, là vì cái lý do thứ nhất là đi thi không bao giờ chúng ta phải phát biểu các định lý bằng lời cả. Đấy. Cái lý do thứ hai là trong toán nhiều khi những cái phương trình hay những công thức nếu nhớ nó bằng những cái ký hiệu sẽ dễ hơn là nhớ nó bằng lời. Có những cái thứ mà phát biểu bằng lời nó rất khó nhớ, rất khó nói, rất khó diễn đạt nhé. Thì thầy lưu ý là các em không cần phải bận tâm nhiều về cái việc phát biểu bằng lời các cái hệ thức này. Đấy, chúng ta xong cái tiết học lý thuyết, bây giờ tạm dừng trong khoảng 5 phút thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải các bài tập.